Cái tên của anh là Nắng Dù Hello anh Mưa. em, như vậy là trước một chuyến đi dài ngày. Chuyến đi chắc là cũng tốn khá là nhiều thời gian di chuyển, thời gian bay đi bay về, thêm thời gian cách ly nữa thì anh em mình sẽ còn lâu lâu nữa mới gặp lại nhau. Thì tôi sẽ cố làm nốt cái phân tích demo cuối cùng của cái tháng 11 này. Ngày hôm nay thì tôi lựa chọn demo của Captain của Navi, Boom Beat. Và có lẽ là tôi chỉ làm cái phân tích demo ngắn ngắn thôi. Chắc là chỉ làm cái first half thôi, chứ tôi không làm full trận trong cái demo này. Nên có gì anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả màn hình của demo thôi. Đây là trận đấu của Navi với Gambit. Map thiếu Opat ở giải đấu PGL Major vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến với cả màn hình của Boombit. Đây là một trận đấu mà theo như trí nhớ tôi là Boombit bắn rất tốt. Và cũng là một trận đấu mà Navi sắt down được Gambit ở map Opat này. Khá là bất ngờ. Ui, con dao thằng Boombit kinh vãi cả trưởng ạ. Đúng kiểu mấy ông này toàn mượn đồ ạ. Các bạn nhìn con dao vừa rồi. Tôi phải bao lại, bách lại cho các bạn xem. Con dao phải gọi là giá trị thực sự luôn. Ui, full blue luôn. Sợ vãi cả trưởng. Úi dồi ôi con dao. Và tất nhiên. Nhầm. Chết 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 chết. Ấn nhầm. Sorry. Nhầm. Đây rồi, đúng màn rồi. Đây là đúng màn rồi nhá. Đây con dao của thằng Boombit mà tôi nói từ nãy giờ đây. Khổ. Cứ tưởng ấn đúng màn rồi, không ngờ là nhầm màn. Đấy. Con dao này thì các bạn nhìn thấy không? Full blue, sợ thật ở play side. Còn không biết là con này có giống ngày xưa backside nó khác hay không. Hình như là mấy con đời này là mặt trước như nào thì mặt sau nó sẽ như vậy. Thì phải. Đấy các bạn nhìn thấy không? Con dao. Nhưng mà tất nhiên là con dao này nó có đều có đặc điểm chung. Tên của nó là tiếng Trung Quốc. Các bạn thấy không? Toàn là tiếng Trung Quốc. Nghĩa là thằng Mumit cũng là một thằng mượn dao thôi chứ không phải là đồ nó. Nó mượn cái con dao này để nó đi nó bắn giải thôi. Con dao rất đẹp. Khủng khiếp, con này tôi không biết là định giá nó bao nhiêu. Nhưng chắc nó phải vài trăm nghìn đô. Nó không thể dưới 100 nghìn đô được con này. Đẹp quá. Hiếm quá. Đấy, mua hai flash và một cái kit. Đây là đội trưởng Boombit. Đây là một cái cách mua bom thường thấy ở những người bắn captain của team. Thì những người bắn captain thì sẽ bắn ở vị trí support. Vừa rồi thằng Boombit nó buff flash để Perfecto check be long. Ở bên phía Navi bắn một cái đội hình stack, đó là bốn người ở bom xây B. À, ngay thời điểm đầu và chỉ để một mình Beat là người solo. Đây là một cái chiến thuật mà rất là thường thấy ở Navi trong những cái trận đấu của họ map thiếu Opat. Họ rất là tin tưởng Beat và đây cũng là một map thiếu mà tôi đánh giá Beat rất là cao. Beat bắn solo map Opat này rất là tốt. Rồi, chiếm B không thấy gì và ngay tức bách ngược lên A và đội hình của Navi bách ngược lên A luôn các bạn thấy không? Họ đẩy ra không thấy B long và không thấy B short. Họ bách một phát đội hình cả bốn người lên bom xe A. Như vậy là có dấu hiệu, có tín hiệu về B rồi. Bây giờ họ bách về B. Đây là round đấu mà Navi cũng bắn theo kiểu gọi là bắt bài thôi. Và cái chiến thuật của Gambit round này thực ra lại khá đơn giản. Đẩy A lúc đầu sau đó thông xuống bom xe B. Và chiến thuật này thì về cơ bản đã lừa được bên phía của Navi rồi. Đấy các bạn nhìn đấy, họ vào được B. Họ có mạng. Và bây giờ thì nó sẽ đưa về những vòng đấu skill chay thôi. 4v4 và Navi sẽ quăng cứu bom. Xem nào có flash gì đây. Ua, ném flash này để cứu bom. Nhưng Electronic lại trắng á. Thông minh của Electronic phải sai. Rõ ràng là bên phía của Navi họ đã tập những tình huống này nhiều rồi. À, vừa rồi quả flash đấy là thằng Electronic nó phải chậm hơn một tí. Nhưng thằng Electronic nó lại lao ra giữa quả flash. Nó ăn trọn quả flash quả rồi. Đáng nhẽ nó phải nghe được tiếng flash nổ nó mới được giạt ra. Nhưng mà Electronic quả rồi lao ra nhanh quá. Đâm ra là ăn quả flash trắng. Cuối cùng Electronic lại khác gì tự sát đâu. Và đây là một round thua đến từ Navi. Nói chung là round Piston thì tôi nói từ trước giờ rồi. Nó chỉ mang tính 50-50 thôi. Bắn thắng ra piston không nghĩa là các bạn bắn hay. Nhiều lúc nó sẽ là phụ thuộc vào tay của các bạn to hoặc là các player tỏa sáng, chỉ đơn giản như vậy. Và như thường lệ ở giải đấu này thì chúng ta thấy luôn một round fog buy đến từ bên phía của Navi. Navi thì bắn ở round này khá là cẩn thận khi mà chúng ta thấy đang simple lên deagle và không lên giáp. Đây là một điều mà các bạn sẽ ít thấy ở simple. Có nghĩa là các thành viên Navi họ đã tính rất xa. Họ tính đến cái trường hợp là nếu thua round này, ok, eco một round full, round xong nữa thì Sipo sẽ có orb. Và map Opat này là một trong số những map bắt buộc phải có orb. Nếu không có orb thì thực sự tôi nghĩ rằng map này bắn sẽ hơi tù. Rồi. Xem bên phía Gambit đánh như thế nào trong round thiếu này.
Gambit thì đang chiếm A-long rất là chậm. Còn Bumbit thì từ nãy giờ các bạn thấy rằng là Bumbit nó là thằng nhảy check shot. Và nó vẫn là một thằng kê. Ui, smoke gì đây? Vâng, một quả smoke hình như là smoke long. Đấy, các bạn thấy không? Rõ ràng ở tầm những cái vị trí captain như kiểu Bumbit này thì cái khả năng ném bom rất tốt. Ném smoke, cover cho người đồng đội ở long. Và bây giờ có thông tin là đối phương đánh cho A rồi. Bây giờ biết là đối phương đánh A rồi. Và cách bên phía Gambit sẽ back về. Sipo chết rồi, tại vì Sipo không có giáp. Một mạng cho Bumbit, bắn đúng thằng Nafani ở thằng yếu nhá. Còn này rất là ngon trong Bumbit bởi vì nó bắn đúng thằng yếu. Nào, bây giờ là 3v4. Bên phía Gambit chiếm được bom nhưng họ lại không clear được cái khu vực xe tải này. Gambit đang có khá nhiều lợi thế nhưng mà họ chưa đặt được bom. Đây rồi, Bumbit đẩy ngược ra. Đấy, rất may vừa rồi không ai chết. Bây giờ là 4v2 nhá, lợi rất nhiều cho Gambit này. Rồi, Bumbit lại nhòi ra ăn được một ông. Lẩn rất khéo, ông tướng này béo nhưng mà ông ấy lẩn rất dẻo luôn. Và đây là một tình huống mà bên phía Gambit họ không dứt khoát. Họ gặp một cái vấn đề rất lớn là họ không dứt khoát. Họ có thể lựa chọn hai cái lựa chọn rất đơn giản. Một là lựa chọn họ thời gian này bom bây giờ lại cầm ngược với long nha. Rõ ràng bom nó đi ở hướng bên kia, họ hoàn toàn có thể về B được. Hoặc là họ có thể tanh vào clear hoàn toàn bom. Một tình huống 4m2 họ có thể đưa về một tình huống đấu súng. Nhưng mà Gambit tình huống này tôi không hiểu tại sao họ bị lưỡng lự. Đây các bạn nhìn đấy, bom bây giờ lại cầm chạy ngược với long. Họ quá cầu toàn trong pha xử lý của mình. Đấy, họ muốn đi đường long bởi vì sao cái người đi long bị bắn chết rồi. Nên làm ra họ vẫn muốn kẹp hai hướng vào bom thì nó hoàn hảo hơn. Và điều này khiến cho các thành viên phía Na'Vi họ có những thời gian để chọn vị trí. Bumbit có rất nhiều thời gian để thay đạn rồi bắt đầu để hạ gục những player phía sau. Và bây giờ thì đây rồi, đấy, bắt đầu đến đoạn này thì Hobbit nó cũng phải đẩy vào để nó bắn, nó cover. Bởi vì sao? Bây giờ bom vào A, đặt bom làm sao được? Khi mà rõ ràng là còn một thằng ở ô tô, lại có một thằng ở banh nữa thì các bạn làm sao mà dám đặt bom? Và đây là một tình huống mà bên phía của team Gambit họ gặp quá nhiều vấn đề trong xử lý này. Và đây là một tình huống trốn tìm từ Bumbit. Rất dẻo luôn, anh em nhìn thấy không? Đúng một vòng của đối phương và chỉ có hai viên đạn. Và một ra thắng anh cho Na'Vi. Nhưng đây là một ra thắng mà tôi nghĩ rằng là không phải vì Na'Vi bắn quá tốt, mà vì Gambit thực sự là gặp một cái vấn đề gì đó ở ra đấu này. Họ không dứt khoát, họ không tự tin. Họ không là chính mình thì đúng hơn. Đây nha các bạn, nhìn cái ra đấu này nha các bạn sẽ thấy. Đây là một ra đấu mà bom rõ ràng là người đi long ở đầu thời điểm đầu. Thằng Siro là thằng cầm bom đi long. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem. Tiếp tục, nó tua tiếp này. Kia Bumit back lên này. Đấy, cái bom này. Đây, hai ông vào bom này. Đấy, chúng ta có thể thấy bom rõ ràng là bom đã vào được bom xe A rồi. Ông cầm bom vào bom xe A rồi. Đây, như thế này rồi, chiếm được rồi. Tình huống này nhá, đây là một tình huống mà tất cả chúng ta đều hiểu ra một điều là nó rất là đơn giản. Nó chả có gì phức tạp cả. Đấy, kể cả thằng Bumit ở đây thì bên phía của team Gambit họ hoàn toàn để đây một ok như này, đúng không? Bây giờ họ chỉ cần một điều là có một thằng vào kê ô tô để cho thằng này đặt bom thôi. Nhưng vấn đề là Gambit lại không một ai vào bom cả. Không một ai vào kê ô tô để cho thằng cầm bom đặt bom. Đây là một cái vấn đề tôi nghĩ rằng nó là giao tiếp giữa các thành viên của Gambit. Đấy, họ lại chia ra một người ở thằng này kê long. Đấy, ông này thì kê chỗ này. À, ông số 0 thì kê ở đây rồi, có thằng kê ô tô rồi. Nhưng mà ông Siro thì lại không dám đặt bom quả này. Cũng khá là khó hiểu. Tại vì cái ông ấy kê ô tô quả này cũng không kê theo kiểu tự tin quá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, Siro này. Đấy, trong lúc có smoke này hoàn toàn có thể đặt bom. Và đồng đội rõ ràng là thằng Interjet nó hoàn toàn để giạt ra, nó kê cương luôn thằng Siro. Thằng Siro cũng có thể đặt bom fake nhưng Siro lại không dám đặt bom đấy. Lại thêm một smoke này. Mọi thứ vẫn là đẹp, chỉ cần có người lên kê thôi là có thể đặt được bom. Đấy, các bạn nhìn thấy Siro rồi. Siro thì muốn bắn nhau. Nhưng mà rõ ràng là các thành viên bên phía của team Gambit họ cũng không. Đấy, bây giờ Siro lại chạy ngược về. Tôi không hiểu lắm. Siro bây giờ lại chạy ngược về. Đã chiếm trong bom rồi. Bắn chết được một người, chạy ngược về. Và đây là một tiếng mà Siro hoàn toàn có thể vào bom để đặt bom hoặc làm cái gì đấy. Đấy, chạy cầm dao chạy ngược về luôn. Không dám giữ. Có nghĩa là các thành viên Gambit họ đang bị hơi thiếu tự tin. Đấy, sau đó thì họ lại mất người lo. Và thế là ông Siro lại làm thêm một vòng nữa. Không về B. Và thay vào đó lại chạy ngược về long. Các thành viên phía Gambit họ mất quá nhiều thời gian. Họ cứ dần giữ ở ngoài. Trước đó họ hoàn toàn thể vào, họ bắn tự tin hơn trong một tình huống 4m2 như vậy, khi mà họ lợi thế hơn người. Nhưng không, họ lại bị rén quá. Tình huống này thật sự là họ bị rén. Họ không là chính mình. Và sau đó thì họ để thua. Thật sự là một crowd thua mà nếu như Gambit đợt đầu năm 2021 thì họ sẽ không thua kiểu này. Tôi nghĩ rằng chắc là cái đoạn cuối năm này với cả hai là cái áp lực ở thi đấu LAN khiến cho họ bị cóng ấy. Chứ còn ngày xưa mà Gambit như này là họ vào họ bắn chết thẳng trong bom ngay. Chứ họ không bao giờ họ làm những cái trò như thế này. Tự nhiên mua đường, làm mọi thứ rất là phức tạp luôn.
Đây là một round đấu mà Gambit tự thua chứ. Không phải là Navi bắn tốt. Tại vì các bạn nhìn nhá, nếu mà vừa rồi các bạn được xem góc nhìn của Bubit đúng không? Key player. Nếu mà thằng Bubit bắn kinh quá, quả rồi thì không nói. Nhưng thằng Bubit nó toàn bắn vào người mà. Ơ, nó bắn kinh quá đâu, nó bắn bao nhiêu turn, nó thay đạn có bao nhiêu lần. Mà khẩu CZ điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của khẩu CZ ấy, đó chính là các bạn rất là khó để kết được nhiều người cùng một lúc. Những thằng mà bắn CZ kinh mà kết được nhiều người cùng một lúc thường là những thằng mà tay nó rất là to. Nó bắn một băng CZ nó giết được 2 giết 3 là những thằng bắn rất kinh. CZ thường cũng làm như vậy. Nhưng từ nãy giờ thì các bạn thấy rằng là thằng Bombit toàn là nó thay băng đạn đến 3 4 lần liền, không có ai vào kết nó. Là Gambit bị rèn, Gambit bị cóng quá. Tự nhiên Gambit lại thành ra một tình huống mà Gambit không tự tin đấy các bạn ạ. Ông Bombit thì ông cứ lần cái ô tô từ nãy giờ tỉ hiệp. Đấy, từ đầu đến cuối, đây tình huống bắn cuối cùng này là một tình huống điển hình. Đấy, Siro một player có rất nhiều MVP. Nhưng các bạn thấy không, cái pha xử lý cuối cùng nói lên bắn lỗi skill của tình huống đầu tiên. Sau đó thì chơi trốn tìm, đúng kiểu bị cuốn vào cái lối chơi của thằng Moonbeat ấy. Có nghĩa là khi mà bắn lan nó là một câu chuyện rất là khác biệt. Navi thì mạnh hơn, còn Gambit thì lại yếu đi. Chúng ta sẽ quay trở lại với cả demo của Moonbeat thôi. Đấy, thế là thắng một key round quan trọng dành cho Navi. Bên phía Gambit yếu tiền. Quả smoke vừa rồi của thằng Moonbeat nó ném là quả smoke che bi long, chắc các bạn biết rồi. Quả đấy là ngồi nhảy ném nhá các bạn nhá. Còn đây là quả flash support để nếu đối phương rớt bi long. Đấy. Round này thì bên phía của Navi với việc thắng round trước, nhưng mà thắng round trước là thắng một round fog buy. Và sau đó thì mất hết toàn bộ súng. Tự nhiên Navi cũng yếu tiền và họ đang phải bắn cho mình đến 3 khẩu MP9. Bên kia thì áp cố thôi. Đấy, 3 khẩu MP9 canh B. Đúng không nhỉ? Tôi nhìn nhầm không? À không, có một khẩu phá mát đến từ Electronic. Đúng. Thấy Electronic các bạn này nó phải cắn răng cắn cỏ lên khẩu phá mát. Phá mát bắn giáp 1. Bình thường nha, các bạn nhìn đây là bắn giáp 1 thì người ta thường người ta bắn M4 giáp 1, nhưng mà thằng Electronic nó phải bắn phá mát giáp 1. Bởi vì lượng tiền của Navi trong round đấu vừa rồi họ được cộng có 3.300 thôi, rất yếu tiền. Hai dưới nước. MP9 nhưng mà bắn ở tầm xa. Đây là một tình huống bắn theo kiểu là Navi retake bomb thôi. Bởi vì những khẩu súng như MP9 hay Famat mà đứng ở gần mà bắn bị động thì đối phương AK nó bò vào nó pick cho thì rất là khổ. Nên ra bọn này bắn lùi cũng bom, xác định bắn retake trong round thiếu này. Chiến thuật khá rõ ràng. Bên phía Navi round này thì các bạn nhìn thấy nhá. Có một ông ở dưới connector là ông Beat bắn theo kiểu là bố mày xuống đây liều mạng của chúng mày. Một là sống, hai là chết đấy, không quan tâm luôn đấy. Ông Sipo thì sẽ là người solo A. Đấy. Bắn có nghĩa là bên phía Navi xác định luôn bắn fix cứng đội hình. Và Sipo là người được trang bị nhiều nhất. M4, giáp 2. Có bom đầy đủ thì sẽ được trao trọng trách nặng nề nhất là solo A. Xem bên phía Gambit đánh đâu ra đeo này. Có vẻ như Gambit lại muốn đánh A tiếp thì phải. À, xem nào. Thôi xong rồi, ông Beat bắt được một ông. Beat làm đôi luôn. Đấy. Key player trong round thiếu này chính là thằng Beat. Thằng Beat nó lì quá, nó lại ngồi dưới nối. Và đây là một round đấu mà bên phía của team Gambit không có bất kỳ một ai đi ở connector cả. Đấy. Gambit thì nghĩ rằng đối phương sẽ không xuống nối. Nên Gambit đi rất đông người ở trên A nhưng mà không có người connector. Và thằng Beat nó triển một cái tham minh tốt của nó thôi. Nó lên nó móc phát ở trên bao xe A, tự nhiên nó bắt được hai mạng. Thì từ coi như toàn bộ chiến thuật của Gambit phá hủy. Họ mất người này. Họ không có thông tin này. Họ lại bị một người móc vào sau lưng này. Và sau đó thì Electronic cũng có một cái tham minh đẩy ra khá là hợp lý bắt được họ Beat. Nên tự nhiên là bên phía Gambit round này bò mất rất nhiều thời gian nhưng cũng chả để được làm gì cả. Chết mất ba ông. Bây giờ thì làm chúng 5m2 thì làm được gì nữa đâu. Thời gian này không ủng hộ mà lại vẫn còn cái thằng Beat ở connector cơ. Khó chịu là như thế. Map này so với ngày xưa thì bên phía Navi bắn tốt hơn rất là nhiều. Ngày xưa thì Electronic bắn A cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi thấy thằng Beat nó bắn được cái bom xe A nó còn tốt hơn. Đấy, tôi dùng Sipo làm đôi. Quá đơn giản. Một round đấu mà chúng ta lại một lần nữa thấy rằng đây không phải là Gambit mà chúng ta biết ở thời điểm đầu năm. Đầu năm Gambit nó bắn không bao giờ có chuyện như này. Nó bắn những round như này rất là rắn, rất là khó chịu. Nhưng đây là một round đấu nữa mà Gambit có một cái chiến thuật khá là hờ hững. Súng của họ thì yếu. Và họ lại vẫn muốn chiếm map như một round đấu full buy bình thường. Và họ không có bất kỳ một ai đi connector cả. Họ định gây bất ngờ cho đối phương bằng những tình huống control hoàn toàn mid. Và bên phía Navi thì cũng có một cái chiến thuật đối phó rất là phù hợp. Nghĩa là khi mà Gambit tốn rất nhiều thời gian, công sức để clear hoàn toàn cái khu vực công viên và nhà vệ sinh này, thì
Navi, bố mày sử dụng một phương pháp đơn giản nhất là bố mày để thằng Sipo trong sai, cầm một khẩu M4S nhảy check thế thôi. Và khi mà bên phía Gambit mất rất nhiều thời gian để đi clear các vị trí mà lại không gặp ai, thì đến lúc thời gian cận kề rồi mà họ lại, cái vị trí mà thằng Bit đứng là cái vị trí ở connector, đúng không? Các bạn nhìn không? Lại là một cái vị trí mà bọn Gambit không đi. Bọn Gambit nghĩ rằng là connector sẽ không có người trong round thiếu này. Nhưng tôi nghĩ rằng Navi đã nghiên cứu quá kỹ cái lối chơi của Gambit. Cái chiến thuật mà Navi đề ra trong round thiếu này cực kỳ hợp lý. Đó là connector, một cái round phóc bài như này thì Gambit sẽ bỏ connector, đúng không? Thế tao gài một thằng connector. Round này thì bọn mày sẽ cố gắng pick người ở khu vực nhà vệ sinh với cả khu vực A-Long, đúng không? Bố mày không đứng A-Long nhà vệ sinh nữa, bố mày đứng trong sai. Thế là cuối cùng toàn bộ những cái gì mà Gambit làm bị Navi counter gần như hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng cái này là một cái điểm cộng rất lớn cho huấn luyện viên của Navi. Đó là Blade. Cái này đến từ huấn luyện viên. Tại vì những cái vấn đề về counter lại chiến thuật trong những round Fogby lại thường thì các captain đều sẽ có một cái lối côn sẽ giống nhau trong các cái round thi đấu như này. Nên đâm ra là thằng Blade chắc chắn là nó đã nghiên cứu rất là kỹ và nó đưa ra cái cách counter, và tôi thấy rằng cách counter của Navi là rất là hay. Một người ở connector cầm MV9 đúng kiểu là có mất khẩu MV9 nó chả ảnh hưởng nhiều lắm. Sau đó thì một ông còn lại thì cầm M4S là người solo A và có full bomb. Rất là hay và nó counter gần như hoàn toàn lại cái chiến thuật của Gambit trong cái round thiếu Fox Bay vừa rồi. Và thế là Navi thắng một key round và bây giờ thì họ có lợi thế rất là nhiều rồi. Rồi quay trở về với Boombit. Round này tôi nghĩ là chả có cơ hội cho Gambit rồi. Các bạn biết rồi đấy, 4 khẩu Glock giáp 1. À quên nhầm, 4 khẩu Glock không giáp. Có chăng Navani làm được cái gì đấy thì may ra đấy. Thằng Navani nó phải có một sự khác biệt đấy. Thằng Bovit nó MV9 nó đứng nhá nhá ở đây rất là đẹp đấy. Khẩu MV9 chạy bắn thì độ chính xác rất là cao. Ui, khẩu MV9 vàng vàng này đẹp phết nhở. Khẩu MV9 này dán mấy cái sticker Navi vào hợp vãi trưởng. Đừng nhá nhá là để đối phương ra khó pre-fire vào đầu các bạn thôi. Với cả hai là nếu mà nhà bắn thì khẩu M9 nó lợi hơn rất là nhiều. Nó vừa lắc vừa bắn, độ chính xác của nó vẫn rất cao. Round này tôi nghĩ chả có gì nói lắm. Cái round này thì bên kia Gambit chả có cửa. Rồi, bắt được Simple, lấy được một khẩu AK. Nhưng vấn đề là không ai có giáp cả. Bit giờ nó lại ngoái hết mà có gì đâu. AK mà không giáp. Ôi giời, Siro vẫn bắn vào mặt thằng Biết à? Được rồi chứ. Về B nhưng mà gặp thằng Perfecto ở B là cũng khó chịu ấy nhá. Bên phía Gambit là muốn về B. Nhưng thằng Perfecto là thằng anh B. Đấy rồi. Umbit là người KA. Umbit quyết định chọn Doctor Skill. Các bạn thấy bom rơi rồi. Thôi ông Siro đi xếp AK. Cũng đúng. Xếp AK quả này cũng hợp lý. Bởi vì sao nhỉ? Rao sau mà cộng tiền lên là 4.000 mấy. Mà nó đang có 2.900 rồi. Thực ra nó chả cần cộng cái số tiền đấy lên lắm. Còn nếu mà để cộng tiền lên thì thằng Siro liệu có đủ lên off hay không nhỉ? Nhưng mà vấn đề là nó lấy được khẩu AK nó xếp thì cũng có một cái lợi là bên kia sẽ không có một khẩu AK. Bên kia sẽ phải full buy lên. Thôi xếp cũng được, chả sao. Rồi. 3-1. Một sự khởi đầu rất là chậm đến từ Gambit. Kiểu cảm giác như bắn cái Major này Navi thì họ bắn cứng hơn, còn các team còn lại thì bắn lại yếu đi. Và vừa rồi còn nết là định nết là đối phương bò ra ngoài B-Long à. Nết căn góc rất là dị. Lần đầu tôi cũng thấy đấy. Chắc là bò, thằng nào bò ra ngoài bắt đầu nó mới ném qua nết vừa rồi trúng. Đây rồi, nết cửa này. Phá cửa. Bình thường bò connector mà bị phá cái cửa rất là sợ. Đây là một quả nết để dọa đấy chắc các bạn nhá. Tại vì sợ là sọ nó stack ở trong bom xanh B, nó nhìn xuống connector. Mà cái mấy góc stack đấy hay kiểu là nó nhìn chân trước, nên nó khó chịu ở chỗ đó. Phá cái cửa đấy ra thì tự nhiên thường là bọn T-side sẽ phải chậm lại. Trừ khi bọn T-side chiếm được cái khu vực B-shot sớm thì không nói làm gì. MP9 thì chỉ có cách canh này thôi các bạn ạ. Không có nhiều cách canh đâu. MP9 các bạn bắt buộc phải bắn chủ động. Đó, các bạn phải nhá cái đường mà nó sẽ vào. Để các bạn có thể vừa chạy vừa bắn được. Nó sẽ lợi thế là các bạn sẽ bắn viên đầu tiên vào đầu thằng AK. Thì những viên sau các bạn bắn hai viên vào đầu sẽ dễ hơn.
còn bắn MV9 mà lại đứng ở default thì nó bỏ vào nó bắn ra thì thôi, các gì tự sát đâu. Đây một viên MV9 vào đầu nó có chết luôn đâu, nó cũng không yếu, nó chỉ mất hơn nửa máu tí thôi. Em ra là bắn cùng với 9 này, bắt buộc bắn chủ động. Các bạn nhìn thấy bom xe A của bên phía Navi bắn rất tốt. Và đây là một điều bên phía Gambit đánh không bom xe B này. Rồi xong, ông Electronic đi rồi. Boombit để xem là Boombit nó quẩy chỗ này như nào. Một mình ở dưới nước. Ui dồi ôi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Một viên duy nhất. Thậm chí đạn nó không kịp ra. Mà bắn MV9 thì nó lại không có nhiều góc quá đẹp để đứng. Một round thua đến từ Navi. Round này thì Navi yếu súng với đối phương thì thua, chắc cũng không có gì bất ngờ lắm. Đây rồi, một round full buy đầy đủ. Boombit sẽ bắn P50. Và đây là một round đấu nữa, các bạn thấy rằng là bên phía Navi họ sẽ ưu tiên full bomb trước. Giáp 2 có người đủ tiền thì mua, còn kit thì họ không mua. Boombit từ nãy giờ là bắn vị trí thuần support thật. Rồi, vứt flash cho đồng đội. Đây là quả flash, ui flash cống kê góc này đẹp nhở. Dễ kê nhá, quả flash này kê rất đẹp luôn. Cực kỳ dễ kê. Ui, tôi mới biết quả flash này rất dễ kê luôn. Đây rồi, các bạn nhìn quả flash này. Thấy chưa, các bạn thấy quả flash đẹp không? Rất dễ căn vết luôn. Flash để đồng đội đẩy cống. Như vậy là Simple nó đẩy được cống, nó kê một góc off rất đẹp rồi. Cửa first pick của Simple cực kỳ cao. Tự nhiên là bên phía của Navi nó stack 4 người ở B, nó chủ động chiếm B shot sớm. Và Gambit thì thực ra ở giải đấu này thì họ đang bắn những cái round đấu đầu tiên là gần như là khá là bài bản. Các round đấu đều rất chậm và chiếm map rất bình tĩnh. Nhưng bên phía của Navi đang control map khá là tốt. Đấy, các bạn thấy không? Để cho Beat solo A ngay thời điểm đầu, bắn 4B, đẩy hẳn ra B-shot và để cho Sipo có một góc kê đẹp. Góc này Sipo rất dễ có mạng, bây giờ thằng Boombit đã back về này. Đấy, back về nhảy check. Boombit này bắn cái tâm giống như Sipo này. Sipo bắt đầu move, thằng Hobbit kìa, đúng như dự đoán. Tại vì góc kê off của Sipo đẹp quá. Nó support để đẩy Sipo lên đấy. Bây giờ Sipo pick được một người thì nó về rồi. Sipo bây giờ về A, bởi vì bên phía của team Gambit sẽ có một cái tâm lý. Thằng Sipo nó bắn off, nó đã kê B rồi thì chắc chắn là Gambit sẽ không dám bỏ B nữa. Bởi vì bây giờ các bạn nhìn nhiều vị trí ở B chưa chiếm được, B shot chưa chiếm được. Mà bây giờ lại ra B và đi gặp thằng Sipo sẽ phải tốn rất nhiều flash, tốn rất nhiều bom để có thể đuổi thằng Sipo về được. Nên đâm ra là bên phía của team Navi thì nghĩ rằng là bọn này nó sẽ đéo anh B đâu. Sipo về thì sẽ back về đâu đây. Thì vậy là nhảy check và không có bất kỳ một thông tin nào A. Sipo vẫn sẽ là người giữ B. Bởi vì đơn giản là bên phía của Gambit round này thì họ không gây bất kỳ một áp lực nào lên A. Beat không có, Beat không thấy một cái thông tin gì, không có tiếng động gì ở khu vực A-shot. Và thằng Boombit nhảy check A long cũng không thấy ai. Thì tất nhiên là như vậy thì thằng Sipo nó sẽ vẫn canh B thôi. Tại vì bên phía của Gambit họ không hề chiếm A round thế này, họ chỉ cử một người đó Siro kê đẩy thôi. Nghĩa là Gambit bắn bị động quá, thực sự cảm giác như kiểu là vào bắn giải LAN thì Gambit nó không còn những cái trò tự tin được như kiểu bắn giải online nữa. Họ kê rất là bị động. Đây, họ không gây được áp lực để bắt đầu họ mới đẩy Navani. Thằng Navani hiểu được vấn đề này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thằng Navani đẩy lên đây không? Đây. Thằng Navani nó hiểu được vấn đề là bây giờ đéo gây được cái động gì thì rõ ràng bọn Navi nó sờ tách 3-4 bom xe B là chuyện bình thường. Nên đâm ra thằng Navani nó chạy một phát lên bom xe A luôn, một mình nó chạy. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem góc. Đấy, nó chạy một phát là tự nhiên là 20 giây nó chạy nghịch để fake cho đồng đội ở B-long. Thế là tự nhiên được Boombit là phải trả lửa ra, lại được Beat report. Sipo đang back lên này, các bạn nhìn này. Sipo back lên này. Nhưng bây giờ nó tràn vào B này, đấy thấy chưa? Đấy, nhưng mà vấn đề thằng Electronic lại bắn tốt hơn trong tình huống này. Navani vẫn đổi được mạng Electronic, thằng Navani bắn kinh thật, nhưng Perfecto lại làm hai. Thế là một mình thằng Navani thì lại là không đủ. Mà tôi back lại cho các bạn xem thằng Navani vừa rồi nó làm những cái gì. Suy nghĩ thằng Navani là đúng. Bởi vì đơn giản là nếu mà nó không làm cái điều gì đó trong round thiếu vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là bên phía của team Gambit vào B quả rồi thì khác gì vào chỗ chết đâu. Họ cứ hâu xong bắt đầu họ vào bom cùng nhau đây, các bạn nhìn. Đấy, thằng Navani là thằng đi A lúc đầu này, đúng không? Anh em đều thấy đúng không? Nó đi A lúc đầu này, đấy, nó clear ở khu vực gần này, một mình nó làm hết này. Những cái vị trí rất là khó này. Nó stack cho đồng đội kê này, không có gì này. Đó, bây giờ bắt đầu nó di chuyển, nó quắc này. Anh em nhìn tiếp không? Sau nó xuống nối này, nó clear nối này. Đây là những gì mà thằng Navani đã làm. Sau nó xin flash đồng đội để clear lại B-shot nơi mà thằng Sipo đã pick được một người. Đấy. Sau nó ném lửa này, không cho sợ nó đang check thì có một thằng đẩy ra shot đúng tham minh đấy. Nó sợ điều đấy, nó ném quả lửa. Nó clear B-shot này, 30 giây này các bạn nhìn không?
Đây là lúc mà các thành viên phía Gambit lộ rất nhiều thông tin này. Đấy, bên kia nhảy check thấy. Giờ nó lại chạy ngược lên A. Nó đóng cửa, nó thể hiện là bố mới chạy lên A. Nó lộ tiếng A luôn ở 25 giây. Thì rõ ràng là cái tình huống fake này khá là hay. Nó làm cho thằng Simple đây, các bạn nhìn thấy Simple đang ở đây. Khi mà Simple biết điều đấy, Simple nghĩ rằng là đối phương chỉ fake B thôi và đối phương sẽ đánh A. Đấy, thằng Napani nó lại về đây. Đấy, nó chạy, nó gây rất nhiều tiếng, hút được quả bom lửa của thằng Moonbeat và khiến luôn thằng Simple mất góc. Đấy, các bạn thấy không? Simple mất góc này. Và đây là quả đánh vào B thật. Bên phía của team Navi của này chỉ có 2B thôi. Nhưng vấn đề là những player bên phía của Gambit thì họ không đổi được mạng như này. Đấy, lại là thằng Napani, chỉ có mỗi thằng Napani nó lại giết được người. Có nghĩa là thằng Napani là một thằng cái tâm lý chiến của nó khá là tốt. Thật sự bắn ở một cái giải đấu như này, một trận đấu ở một cái sân khấu lớn như vậy mà các bạn thấy rằng nó vẫn não nó vẫn hoạt động và nó rất tự tin luôn. Đấy, tất cả những cái gì khó nhất là chiếm lại shot, clear lại shot, fake ngược lên bom xe A và vòng về đổi mạng nó đều làm được hết. Nhưng vấn đề là hai người đi long không làm được như vậy. Akshay với ở Interzet vừa rồi thì lại không ông nào giết được ông Perfecto cả, để ông Perfecto làm đôi. Thế là thôi. Thì thằng Navani nó đã làm tất cả mọi thứ trong round thiếu vừa rồi rồi. Fake A, kéo Simple về A, hút bom của Boombeat. Đấy, nó hút được 3 người bom xe A thì cũng rồi, một mình nó. Thì đáng nhẽ trong tình huống còn lại 3 vết 2 ở bom xe B, tối thiểu 3 ông vào B phải đổi được 2 ông ở trong xe B. Nhưng cuối cùng thì 3 ông vào B thì quả vừa rồi các bạn nhìn thấy không? 3 ông vào B chết hết, không ông nào giết được ai cả. Đâm ra sẽ là một round thua dành cho bên phía Gambit thôi. Quay trở lại với Boombeat. Rồi. Và Smoke có thể nói là cơ bản mà các bạn thường thấy. Đây là một quả nết phá cửa của đồng đội thôi. Phá cửa đục connector các bạn ạ. Vào này thì chắc là bên phía của team Navi nó đoán là sẽ có bọn Gambit sẽ đi connector đông, nên ra là nó một thằng phá cửa và thằng Moonbeat nhảy check để đục chỗ đấy. Mà đục bằng AK rất là lợi, nó sẽ lợi hơn rất nhiều so với những khẩu lục trong cái round đấu mà chắc chắn là Gambit yếu tiền như thế này. Rồi, biết đối phương lên A rồi, nhưng mà rất đáng tiếc là các bạn đang cầm một khẩu lục để đối đầu với cả một thằng tên là Simple. Mà cái kiểu đối đầu chay như vậy tôi nghĩ là không nhiều người làm được. Bắn nhau trong một thằng Simple cầm mọc bình thường là có cái gì đấy lợi thế. Chứ cầm lục mà bắn nhau thì no hope. À, Moonbeat nó cứ đứng đây nó nhá thôi. Cái góc này cũng đẹp. Cái góc đứng ở trên xe bò này cũng đẹp. Khi mà các bạn muốn cơ skill, khi mà các bạn kiểm soát được map tốt thì các bạn lên đây chờ. Moonbeat vừa rồi không hề biết rằng là cũng không hề nghĩ rằng là thằng Moonbeat sẽ đứng ở đấy. Đây nhá, quả smoke này nhá, đúng cái anten bên ra ngồi xuống nhảy ném. Cho anh em là không biết. Nhưng mà nó chỉ dành cho 128 tích thôi, các bạn là bắn 5E hoặc phải ít thì mới dùng được. Quả nết chuẩn thật, nết thẳng vào cống nhá. Không cho đối phương chiếm cái shot nhanh. Đây là round đấu Gambit muốn đánh thẳng đi long luôn. Các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng là Gambit sau những round đấu đầu tiên ấy, họ còn default, họ còn control map, chiếm A các kiểu, họ còn muốn đánh A. Nhưng mà từ nãy giờ thì có vẻ như là họ sau những round thua ở A họ không còn tự tin nữa. Họ muốn chuyển đổi phương án. Đấy. Họ muốn chuyển đổi phương án là họ chuyển về đánh B long, các bạn nhìn nhá. Đấy, muốn là muốn đánh về B long rồi. Nghĩa là đây là một tactic rất đơn giản đến từ các thành viên bên phía Gambit. Họ bế tắc rồi thì họ phải đánh như này. Đây là một round đấu họ muốn đánh tổng lực của B long ở khoảng thời gian sớm. Nhưng mà Navi thì hình như là cũng biết được điều này là sao. Tại vì các bạn nhìn cái đội hình của bọn Navi, bây giờ nó còn bắn thằng Simple với thằng Beat ở A. Bây giờ này nó bắn hẳn solo A, chả có một cái thông tin gì. Thằng Beat chả đầy được cái chỗ nào. Thằng Beat nó còn bắn A lùi luôn. Đấy, nó bắn solo A, bắn đúng kiểu counter lại đối phương ấy. Rõ ràng là Navi có một cái sự chuẩn bị rất là tốt ở cái mắt tiêu overpass này trước Gambit. Họ đoán được Gambit pick map này, họ biết luôn cả chiến thuật của Gambit trong từng round đấu. Cái việc là từng round mà có chiến thuật gì thì nó sẽ do việc con team của Boombeat nhiều hơn. Đấy, bên kia là muốn đánh B long thẳng này. Nhưng mà đội bạn đang có đến 4B. Rồi Boombeat theo timing sẽ back lên. Như vậy là Gambit cũng tính được cái timing là sẽ có một người bắt buộc phải back lên A. Bắn 2A và đây là một round đấu 3B đến từ các thành viên bên phía của team Gambit. À quên, team Navi.
Rồi xong rồi. Đánh tổng lực vào, chết hết, không giết được ai ạ. Một round full vai. Lâu lắm rồi tôi thấy Na'Vi bắn chắc ở vòng xoay B đến như vậy. Và cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy Gambit đánh đi sai mà ở pass mà tệ đến như vậy. Một round đấu các bạn nhìn thấy rằng không giết được bất kỳ một ai. Điều này là một cái điều mà nó chỉ xảy ra khi mà các bạn ở một cái tier thấp hơn, các bạn gặp một team tier cao hơn hẳn thôi. Còn thường nếu mà hai team ở cùng một tier thì nó sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế. Ít nhất các bạn sẽ đổi được mạng. Nhưng vừa rồi các bạn ấy không đổi được bất kỳ một mạng nào luôn, sắp down luôn. Rất là khó. Bây giờ thì bên phía team Gambit thì lại tiếp tục câu chuyện Eco thôi. Đấy, mấy cái thằng canh ở cái đoạn này nó phải nhảy nhót các thứ, nó phải lấy thông tin rất nhiều, nó phải bắn chủ động. Đó, các bạn nhìn thấy không, ném lửa vào đây là một tiếng đoán đối phương đánh A, tại vì bộ đôi bom xe A của Na'Vi bị đối phương ép về rất là sớm. Thằng Sipo không biết là làm cái gì, bị cầu máu ngay từ đầu ấy à. Thế là tự nhiên hai ông bắn tụt ở trong sai, không còn thông tin ở bom xe A, và một mình thằng Na'Vi nó đang đi lùa đây này. Na'Vi một mình nó đi lùa vịt ở bom xe A, nó đi nó dọa mấy ông bom xe A, khiến ông Mumbit cũng phải bách về. Mà đây là một round đấu mà bên phía của Gambit nó muốn đánh B cơ, nhưng mà nó lại đéo có quả flash hay quả gì cả, nó lại đánh B chay. Rất là bất ngờ trong những round đấu này. Tôi không hiểu lắm về vấn đề của Gambit họ đang gặp một vấn đề gì. Bởi vì các bạn biết rồi, những round đấu như này lượng tiền của Gambit không phải quá yếu. Họ hoàn toàn có thể một người bắn lục hoặc là lên một vài quả flash hay một quả smoke gì đấy. Nhưng mà đây là một round đấu mà chúng ta thấy rằng là Gambit họ lên giáp, lên các thứ và lên lục, nhưng họ lại không mua bất kỳ một quả bom nào. Họ xác định là sẽ bắn nhau chay. Bắn nhau chay thì phải tự tin tay lắm. Rồi đánh B, đây một tiếng đánh B này, bỏ chay vào bom xe B và xem nào. Thôi xong Hobbit, úi giời ơi, chay nó bắn thủng luôn bom xe B kìa, kinh thật. Bỏ chay vào, bắn thủng bom xe B, và đây là một round đấu mà Boombit back về, Boombit tin tưởng vào bộ đôi bom xe B. Nhà Boombit cũng không ngờ rằng là bộ đôi bom xe B thủng nhanh đến như vậy, đơn giản như vậy. Quả này cứu bom rất là khó, kiểu xếp súng thôi. Hai anh em nhà bom xe B chết chay, chả giết được ai. Cái điều này thì đúng là trong mơ không nghĩ ra được. Rồi bây giờ thì cố gắng xếp khẩu ọp ra. Rồi, bom nổ nhặt ọp cho ông đội, hợp lý. Nào vào này thế nào đây, đi ba thời điểm đầu luôn, chỉ bắn hai bom xe B, vẫn tin tưởng vào bộ đôi bom xe B. Và đây sẽ là một tiếng búp flash để cho đồng đội đẩy mid. Còn flash tôi hay ném cái này, các bạn nhìn nhau, flash tôi rất hay ném, đẩy qua smoke luôn, đẩy thẳng lên mid bắn nhau. Simple với mid đẩy lên luôn. Simple bắn yếu siro rồi, thêm một flash nữa để hỗ trợ cho thằng boom mid, à thằng mid kìa. Các bạn nhìn không, quả flash trong mid đẹp phát là thằng Na'Vi chết luôn. Na'Vi vừa rồi là muốn đẩy láo, nhưng mà quả flash của thằng boom mid đẹp quá, trắng xóa luôn, cái chết trắng. Tự nhiên pick được người. Và bộ đôi của Na'Vi thì họ bắn rất là, giải này là một giải mà Na'Vi bắn rất là hợp lý, mà bình tĩnh, không tham. Các bạn nhìn không, bách một phát cả hai anh em về luôn. Điều này nó sẽ khiến cho bọn Gambit Esports bây giờ mà nếu muốn đánh A, nó sẽ phải đi clear rất là lâu, từ cái chỗ này đến đây đến long này, nó có quá nhiều vị trí. Và thường thì nếu bắn online thì bọn nó còn có thể bắn láo được, chứ bắn online áp lực như thế này chắc chắn là chúng nó sẽ không lựa chọn cái phương án là đi clear hết khu vực này. Thay vào đó nó sẽ chọn phương án đơn giản hơn là thôi về đánh B. Dù sao nó trước nó đã đánh được B rồi. Và bên phía con Na'Vi chắc là cũng đọc được vấn đề này thôi. Tôi nghĩ là Na'Vi quả này nó sẽ bách về 4B. Đấy là Sipo đang bách B rồi kìa. Thằng Boombit cũng bách luôn này, bên kia đánh về B thật này. Nhưng mà bây giờ bên vị trí của Na'Vi đứng đẹp hơn rất là nhiều. Xem nào, Sipo đứng ở đâu. Đấy, Sipo kê ở tower xuống này, bách một phát về 4B luôn. Đọc vở, đọc bài của đối phương rất là tốt. Rồi, bây giờ thì bên kia là có thể vào được bom. Bên này bắn theo kiểu là cho mày đặt bom, tao retake cũng được, không phải sao, không phải vội vàng gì cả. Ở bên Gambit thì không dám đặt bom. Bên Gambit có một cái, đây rồi, cuối cùng đặt bom, 4-3. Đặt bom xong, rồi bắn vào mặt Electronic rồi. 3-3. Như vậy là Gambit làm khá là tốt. Từ việc mất người nhưng mà họ đổi mạng chứ. Rồi, Boombit cũng chỉ đổi được một thôi. Beat xem clutch được không. Này, như thằng Beat thua quả này thì phải. Đúng rồi, thằng Beat thua. Đó, Beat là thằng chiến thắng. Một tình huống mà rõ ràng là Gambit họ sử dụng phương án tôi nghĩ là hợp lý.
Na'Vi di chuyển đội hình quả này cũng hay rồi. Nhưng vấn đề là Bom CB lại không đổi được mạng. Mấy ông tướng Bom CB ông nào chết chay. Như một ông giết được người rồi sao. Thế nên ra là bên phía Na'Vi thua. Cho nên vừa rồi Na'Vi nó bách về phát đến 4 người ở Bom CB rồi. Nó đẩy beat hợp lý, nó pick được người, lợi thế người, sao nó lại bách về B rất là đông. Nhưng bên phía Gambit thì kiểu họ bắn quen cái map này hơn. Họ bắn tình huống rồi tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thằng Boombit bắn cái tâm giống thằng Sipo nhưng mà nó không nở ra. Giờ đa phần bọn pro player nó toàn bắn mấy tâm nhỏ. Đấy, bây giờ thì ông Beat cũng đẩy thẳng lên, ông bắn chết hai thằng luôn. Bom B vẫn là một cái điểm yếu của Na'Vi. Nói gì thì nói nhá, các bạn nhìn thấy Bom B vẫn là điểm yếu của Na'Vi. Những cái round thắng, cái round mà sắp down được Bom CB, nó có một sự khác biệt là nó có thằng Sipo. Thằng Sipo của đấy là nó đẩy sót. Thế nên ra là bên phía của Na'Vi nó có nhiều không gian di chuyển hơn, nó mới sắp down đối phương. Bây giờ thằng Perfecto round này bắn tốt. Còn lại thì những cái key round thì Bom CB từ nãy giờ thủng khá là nhiều. Cái Bom CB nó phụ thuộc vào thằng Electronic nhiều quá. Còn Bom CA của Na'Vi chắc hơn. Nãy giờ các bạn nhìn Gambit có dám đánh A đâu. Beat với thằng Simple nó cứng quá. Tại vì bọn nó biết là bây giờ đánh A để bắt được thằng Beat là cũng mất rất nhiều thời gian và thậm chí là mất nhiều mạng. Chưa kể là sau đó lại có thằng Simple nữa. Bắt thằng Simple khó lắm. Tốn nhiều bom mìn cực kỳ luôn. Và các bạn biết rồi, Overpass nó là thiên đường bắn ọp. Bây giờ thằng Simple hoàn toàn nó để đẩy lên đây. Nó bắn trượt lại đẩy về đây. Sao lại phải ném bom để đẩy nó tiếp. Đẩy tiếp thì nó lại sẽ lùi về đoạn này chẳng hạn. Hoặc nó có thể lùi về đây. Sao trượt tiếp lại lùi về backside. Nghĩa là bây giờ muốn đuổi thằng Sipo với bom rất là mệt mỏi. Tốn rất nhiều tài nguyên. Mà có khi còn vẫn mất người. Thế nên ra là bên phía của team Gambit từ nãy giờ họ luôn chọn cho mình một phương án đơn giản hơn. Thôi đéo đấu với thằng Sipo nữa. Thay vì đấu với Sipo thì bố mày về đánh B. Thế cho nó nhanh. Bên kia mất hai người, thằng Beat lấy lợi thế rất là đẹp. Rao trước Bom CA nó cũng phất pick được một người rất là đẹp rồi. 5v4 rồi, sau đó Na'Vi vẫn thua mặc dù Na'Vi giữ được vị trí rất đẹp. Các bạn hiểu nhá. Cái Bom CB này này, khi mà đối phương đặt được bom mà các bạn vẫn giữ dưới nước thì cửa thắng của các bạn rất là cao. Các bạn triển tre một quả smoke và shot đây này, xong các bạn đi cứu bom. Nhưng mà không hiểu tại sao mà Na'Vi giữ được nước rồi, mọi thứ đẹp rồi mà vẫn thua. Đấy, thua về kiểu đấu tay thôi. Thì cũng tỏa sáng đến từ các thành viên phía Gambit thôi, chứ không phải là thua về chiến thuật nữa rồi. Bây giờ bên phía Na'Vi nó lại bách về 4B. Bên kia còn có 3 ông, bên này bắn lại bắn 4B. Đấy, lần này thằng Electronic nó bắn chủ động hơn, nó cương luôn ở shot đây. Là hợp lý. Đấy, anh em thấy không? Quan trọng nhất là phải các bạn phải bắn chủ động. Khi mà các bạn đã biết là đối phương đánh B thì các bạn phải clear được một đường. Các bạn hoàn toàn có thể dồn hai người ra đẩy B shot, clear B shot cho đối phương vào B long. Nếu mà vào được B long ấy mà không clear được shot như kiểu T-side vào đây đặt bom rất là sợ, bởi vì shot nó bắn ngang sang khó chịu cực kỳ luôn. Đấy, 5v3 mà vẫn 4b luôn. Đọc tình huống bắt bài đến từ Na'Vi rất là tốt. Còn Gambit trong trận đấu này thì họ bắn một cái tâm lý đó, nó sợ sệt quá. Nghĩa là trước trận đấu chưa diễn ra thì Gambit đã thua rồi, thua từ cái mặt tâm lý rồi. Họ không dám làm những thứ gọi là gây bất ngờ. Mà họ cảm giác họ run sợ nhiều quá. Có mỗi Nafani là tôi cảm giác là nó vẫn bắn tự tin như là bắn online thôi. Còn lại mấy ông còn lại thì đều rèn. Đấy, lần này thì lại 4B này, các bạn nhìn không? Na'Vi lại bắn 4B này. Thấy không? Ngay từ đầu 4B. Chỉ để một mình thằng Beat solo A. Và ông Beat solo A lại còn bắn theo cái kiểu là solo A xuống connector ném bom. Beat nó xuống connector như là vừa nó xuống nó ném một quả smoke cho đối phương băng connector nhanh, sau đó nó vòng về. Và bên phía Gambit thì vẫn bắn chậm. Nên là Gambit trong tất cả những round đấu này thì chúng ta đều thấy một đặc điểm, họ bắn rất chậm. Họ không có bất kỳ một round đấu nào thay đổi tốc độ. Họ hoàn toàn có thể thay đổi tốc độ ở một cái round đấu nào đấy, nhưng không, họ bắn rất là chậm từ đầu trận đến giờ. Bắn chậm như này thì thể hiện là họ cẩn thận. Một là cẩn thận, nếu mà bắn chậm như Nip ấy, thì không nói làm gì, tại vì Nip nó quanh năm lúc nào nó cũng sẽ bắn như vậy. Nó không quan tâm đối thủ là ai. Nhưng mà với một team như Gambit, một team mà tôi nghĩ rằng là họ hoàn toàn có thể bắn rất là đa di năng, họ có thể bắn lúc nhanh, lúc chậm được. Thì cái việc họ bắn chậm quá nhiều lúc tôi cảm giác là không quen. Đây rồi, lần này thì bên phía Gambit đổi hướng đánh A, quyết định quét vào bom xe A. Round thứ 12 bắt đầu quét vào A. Đấy, bắn phát mặt thằng Beat luôn, hơn người luôn, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ thì Gambit sẽ phải giữ ở vị trí này được. Rồi sao Electronic bắn chết 2 lock là xong.
Bumbit bắn thêm một người nữa. Wow. Hơi đen. Thật sự là hôm nay Gambit hơi đen. Tại vì sao nhỉ? Thằng Bumbit bình thường nó không bắn tốt đến mức như này, nhưng đây là một ngày mà thằng Bumbit bắn rất là bay. Mà những cái key round quan trọng, những cái lúc mà cảm giác là Gambit sẽ thắng được, thằng Bumbit nó còn tỏa sáng ấy. 10 mạng này. Một tình huống mà nó bắn mọi thứ cũng hợp lý ở đây chứ. Nhưng mà cuối cùng đến lúc vào bom thì lại bị Electronic bắn chết. Thằng Electronic vừa rồi nó lại không bị flash. Sấy phát chết hai thằng là Bumbit thua, Gambit thua chứ. 82. Nói chung là Gambit đến tầm này là bị kiểu tâm lý rồi. Họ có nhiều cơ hội để có thể thắng được. Cảm giác là không đủ. Bumbit là nó bắn ở vị trí bom xe B là chính, nhưng nó sẽ là người backup bom xe A. Ở cái team này nó bắn vị trí này rất là hợp. Vị trí này là vị trí di chuyển, back bom, tham minh phải tốt, phán đoán phải tốt, và phải liên kết được với đồng đội nhiều. Đấy. Lần này thì bắn 3 bom xe B này. Biết đối phương Eco nhá. Và bây giờ biết đối phương Nia rồi. Biết chết. Nhưng mà bây giờ lại còn thằng Sipo mới là vấn đề. Chị thằng Sipo khó phết đấy. Cái đường long là đường dài. Thằng Sipo lại là thằng cầm ọp. Đấy. Thằng Bumbit từ nãy giờ nó bắn M4S ở góc này rất là vào tay. Mấy cái tâm bé này bắn M4S sướng thật. M4S thì khó chứ bắn M4S thì sướng. Đây, bây giờ là 4-3 này hơn người này, các bạn nhìn này. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy không? Thằng Bumbit nó tỏa sáng luôn. Trận đấu này thực sự là như vậy. Cái giải đấu này là cứ mỗi một vòng là các thành viên bên phía nào vì lại có một người khác tỏa sáng. Đây là một tình huống điển hình. Beat với cả Sipo. Hai người nằm xuống đổi được có một trong round Eco. Bumbit bị quay trong sai. Nhưng một mình nó làm ba luôn. Tham minh rất là tốt và bắn rất chắc tay. Nghĩa là mỗi một trận là lại bên phía Navi lại có một thằng tỏa sáng. Cứ Sipo mà không tỏa sáng thì lại có Bumbit, có Perfecto, có Beat, có Electronic. Cảm giác giải đấu này Navi bắn toàn diện quá. Đâm ra là các team họ mới thua kiểu sắp đao như vậy. Chứ nếu mà trận này Bumbit mà nó không tỏa sáng nha, là bên phía của Navi mất rất nhiều key round. Tỷ số hoàn toàn có thể là 9-6 dành cho Gambit chứ không phải là 9-4 dành cho Navi đâu. Rồi bên kia full buy. Xem nào. Đấy, vứt lửa ra, Sipo nó vứt lửa ra. Cái khác biệt ở cái bản update bây giờ là vứt được bom. Nhưng vấn đề là không phải là các bạn vứt ở T-side, các bạn hiểu không? Các bạn phải vứt ở một cái vị trí mà thằng đấy nó sẽ, đồng đội của các bạn sẽ dùng. Và cái vị trí đấy nó sẽ rất gần để nó nhặt nhanh, tiết kiệm thời gian cho chúng nó. Sipo nó vứt ra để làm gì? Bởi vì đơn giản là thằng Bumbit nó đã dùng mất một quả bom lửa ngay, nó dùng ngay thời điểm đầu rồi. Đến năm ra là nó dùng để không cho sót chạy nhanh ra. Sipo thì cũng chả dùng quả lửa làm gì cả. Để nó Bumbit cầm để nó có thể cover để cho đồng đội tốt hơn rất là nhiều. Cái vị trí Bumbit là vị trí ném bom. Các bạn hiểu vấn đề như vậy. Còn vị trí của Sipo bây giờ nó sẽ là thằng gia cương skill thôi. Đấy. Nó giữ quả smoke để dập lửa thôi. Còn nó là thằng đi pick người và nó hoàn toàn có thể nằm xuống. Không để, nên để những quả bom mất đi một cách lãng phí. Đấy. Rồi thằng Bumbit ném cover của Sipo đấy. Ném check ở cái vị trí sót đó. Perfecto cường skill. Tôi setup rất là hay. Cái góc của Perfecto mà tôi hay bảo ấy, đứng ở trên thùng đấy rất là đẹp. Thằng Perfecto đứng trên đấy nó kê cương luôn. Và nếu mà nó bắn chết một thằng mà nó không đấu được nữa thì thằng Bumbit sẽ trả ra một quả flash. Quả flash này rất là trắng, không thể tránh được. Nên như vậy là bên phía Gambit sẽ bị trắng và hoàn toàn không thể dám vào bi lo. Kê rất đơn giản thôi. À, bây giờ đây tiếp tục làm quả smoke. Quả smoke đấy là quả smoke bi lo nhá. Nhưng thằng Perfecto bảo là chưa cần. Nha, bọn nó muốn giữ quả smoke này lâu hơn. Đấy, flash ra để check lại đã. Không có người. Như vậy flash ra là không thấy gì nên chưa cần smoke vội. Đấy, bây giờ tham minh. Nó phải giữ một cái tham minh nào đấy nó bắt đầu ném smoke. Bởi vì nếu mà các bạn ném nhanh quá thì các bạn sẽ hết bom sớm. Hết bom sớm thì khi mà đối phương đánh full bom các bạn sẽ rất là thiệt thòi. Đấy, bây giờ bắt đầu ném smoke belong rồi này. Gambit thì vẫn bắn rất chậm thôi. Các bạn thấy Gambit từ nãy giờ thì họ đánh A thì gần như là toàn thua. Nên ra là giờ các bạn thấy cảm giác là họ chỉ muốn đánh B thôi. Tại bom B là nơi mà họ còn thắng được một số round. Và Nafani luôn luôn là một cái thằng bò chay ở bom xe A. Team này mà nó không có thằng Nafani bò A thì team này rất khó bắn ở map Theopath này. Đấy, thằng Nafani nó cũng bò A. Rồi lại quay về đánh B ấy mà, có gì đâu. Xem nào. Bom được cầm về B nhá, Nafani cầm bom về B nhá. Rồi, cần tham mình flash. Flash để cho pick người. Quan trọng là Sipo nó lại ở B.
Đấy, cái vấn đề rất lớn của các thành viên bên phía của team Gambit đó là họ vào B, nếu như bên phía Na'Vi không có support thì họ rất là dễ bắn, tại vì M4 mà đấu với AK thì AK bắn được. Nhưng mà nếu mà có support ở B thì thực sự là rất là khó. Support nó gần như lockdown lại cái khu vực B shot rồi. Mà B shot không vào được thì B long vào sẽ bị kẹp bắn rất là khó chịu. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Support nó gần như lockdown B shot rồi. Thế là tự nhiên bên phía của Na'Vi nó chủ động, nó clear B shot trước. Nó ném bom ra không cho B long vào trước. Còn rồi các bạn phải nhìn đấy, nếu như tôi không nhầm là thằng Perfecto ném một quả lửa B long, nên đâm ra hai thằng B long bị kẹt lại. Hai thằng B long kẹt lại đồng nghĩa với hai thằng B shot lại thành ra vào trước. Mà một thằng vào đầu tiên bị Sipo bắn chết, tại vì cũng không nghĩ là thằng Sipo lại tham minh đấy lại cầm ỏ vào B, khi bằng Sipo rõ ràng là một thằng chuyên nghe. Nhưng đấy là một tình huống các bạn thấy là Sipo nó lại cầm ỏ kề B, nên đâm ra ông đi đầu chết. Ông đi thứ hai thì cũng gọi là nhá nhủng, cũng đẩy ông Sipo vào bom. Nhưng vấn đề là hai B long lại chưa vào, nên tự nhiên là bên phía của team gặp Na'Vi nó lại chủ động đẩy cả Perfecto cả bom mid ra luôn, có nghĩa là bắn ba thằng ra là cương thẳng bị sót. Nên đâm ra thằng Hobbit vừa rồi chết, thằng Hobbit vừa rồi thì lại không chờ đồng đội, tại vì có lẽ đó là một tình huống thằng Hobbit nó cũng không còn liên kết được với đồng đội quá tốt nữa, nên đâm ra là cuối cùng nó lại vội quá nên nó bị bắn chết. Thì bây giờ hai bị long vào thì khác gì là thôi đi tự sát đâu, 30 giây, bởi vì sao rất là khó để vào được quả này đấy, nhảy check phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì không có người đi bị sót thì vào bị long sao được đấy, ta ship bắn chết ngay. Bởi vì nó chỉ có một hướng đi thì rất là dễ. Thôi xong 14. Rất khó cho các thành viên Gambit. Gambit giải này thì có lẽ là cái tính đột biến trong lối chơi của họ hơi thấp. Thật sự họ bắn hơi bị động, không còn chủ động như ngày xưa nữa. Kiểu cái sự tự tin nó không còn này. Không còn sự tự tin nên các bạn rất là khó bắn. Quanh đi quẩn lại từ đấy các bạn thấy rằng có mỗi một dao, một round duy nhất là các thành viên phía Gambit họ dám đẩy A nhanh. Đây là Eco và nó cũng thành công đi chứ có bảo không thành công đâu. Bắn lục giết được hai ông, một ông ở đây với một ông trong bom rất là đẹp rồi. Nhưng sau đó đấy tất cả những round full buy của Gambit thì gần như là họ đi theo một cái lối mòn của bom CB. Và Na'Vi thì họ bắt bài cái lối mòn này khá là dễ. Họ toàn stack 3 đến 4 B, thậm chí toàn lôi cả Sipo về bắn B luôn. Đấy, bây giờ lại muốn đánh B long, nhìn quả bom cầm như này là các bạn thấy. Đây là quả bom muốn đánh B long. Đấy. Cầm bom này đi B-long như này là vòng vèo lại về đánh B-long. Thử hai ông run boot ra ở khu vực A-long, gây áp lực lên Sipo, đẩy Sipo về bom. Đấy, mục đích của Gambit luôn luôn là cố gắng là ép để bom xe A lùi sâu, sau đó sẽ về đánh B. Vẫn là chiến thuật cũ rồi. Đây là một tiếng chặt lát của Gambit trông tốt hay không? Chặt lát rồi. Rất đẹp luôn. Đúng bom xe B của Na'Vi là điểm yếu thật, phải công nhận điều đấy. Na'Vi bắn bom xe A thì tốt. Bom xe B từ nãy giờ các bạn nhìn thấy nhá, thực ra bom xe B của Na'Vi vẫn yếu, Gambit quét dễ. Nhưng mà bên phía Na'Vi nó lại, nó một là nó bắt bài tốt, hai là nó có những tình huống hóa đổi người rất là hay. Nó đổi thằng Sipo về B một số round rất là bất ngờ, khiến Gambit không ngờ được. Bom đặt được rồi, nhưng vấn đề lần này bên phía Gambit lại không đi ở B shot. Đấy. Em ra Electronic làm được 2, chắc là vẫn thắng thôi. Sipo 1-3 chắc không làm gì được. Chung quy lại xem xong cái demo vừa rồi thì thấy rằng là trận đấu này cửa thắng của Gambit hoàn toàn là có. Họ bắn overpass cảm giác là họ vẫn bắn tốt hơn so với Na'Vi. Nhưng cái vấn đề là về mặt chiến thuật thì họ đã thua Na'Vi một bậc rồi. Cái thứ hai nữa là bên phía Na'Vi có một số key round rất là quan trọng thì thằng Bubit lại bắn rất là hay. Nên đâm ra là Gambit trận này khi mà thua cái first half này đến lúc sang second half họ gần như thua luôn. Họ để thua luôn ở key round, kiểu nếu như tôi nhớ nhầm được như vậy. Thật ra là họ bị trôi luôn cái map thiếu opat. Và khi mà thua map opat rồi thì cái tâm lý cái map thiếu tiếp theo của Gambit nó bị đè một tâm lý rất là nặng. Và cái việc thua thì nó là chuyện đương nhiên. Có lẽ là Gambit sau cái giải đấu này tôi mong rằng là họ dù sao là những player rất là trẻ, họ còn nhiều thời gian, họ hoàn toàn để trưởng thành hơn. Họ vững tâm lý hơn, bởi vì dù sao thì Gambit bắn lan mấy đâu. Các bạn biết cái năm, những cái năm mà Gambit nổi lên đến giờ toàn là những năm mà dịch, toàn là giải online. Họ cần phải bắn lan nhiều hơn, tâm lý cứng hơn, dần dần họ sẽ khác thôi. Còn nhiều thời gian dành cho Gambit mà, không có gì phải vội cả. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều trong buổi phân tích demo của Bumbit và Na'Vi Mafia Pass ở giải đấu PCL Major. Hẹn gặp lại anh em ở trong những demo tiếp theo, có lẽ phải đến tháng 12 tôi bắt đầu với ra được những demo tiếp theo cho anh em. Bye bye anh em.